Vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và ngay đầu video thì anh em cũng có biết là hôm nay em đã có lên cho anh em cái gì rồi đúng không ạ? Đây, một con tiền cước đệm âm thanh. Hôm nay tiếp tục về hàng để phục vụ tất cả anh em và các bác. Đấy. Chắc chắn là anh em và bác có nhiều anh em và bác có kia nhìn còn không biết con này sử dụng như nào đúng không ạ? Thì đây, trong cái video này thì em sẽ nói chi tiết luôn cho anh em và bác. Đấy, thì trước khi vào cái nội dung chính ngày hôm nay thì em cũng muốn đập hộp luôn cho anh em và bác. Thì trong cái sản phẩm hôm nay em gửi đến anh em và các bác có những cái gì anh em nhé. Đấy, rồi ok, đây đầu hộp luôn cho anh em. Cái mẫu này thì em đã từng lên cho anh em và các bác rồi đấy, và nó đã bán cháy hàng luôn trong cái video đầu tiên em lên cho anh em và các bác đấy. Thì đây, nhưng mà chính của chúng ta ngày hôm nay đây, ok, em sẽ để gọn ra đây trước này rồi. Và chắc chắn là anh em mua của em, mua hàng của bên em rồi thì không còn lạ gì nữa. Đấy, ngoài ra còn những tất cả những anh em mới nữa. Con này có hai bóng đèn luôn anh em và bác nhé. Đấy, một dòng tiền khuếch đại âm thanh. Không phải là khuếch đại âm thanh thôi anh em nhé. Nó là một dòng tiền khuếch đại. Đấy, chúng ta có thể chơi sau giải mã. Rất là hay. Đấy, con này nó sẽ là một con nằm ở giữa một con giải mã âm thanh và con âm ly anh em nhé. Nó sẽ nằm ở giữa để nó làm cho âm thanh của anh em nó được trong trẻo, và nó có thể chỉnh được âm bass và âm chép và volume. Và khi mà nghe có bóng đèn này thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đây, một bóng đèn 7 chân, một đôi bóng đèn 7 chân đây các bác nhá. Đây, và sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay đây, em sẽ để ở đây đã. Rồi, con này ngoài ra có cả dơ Bluetooth này anh em này. Dơ Bluetooth, một củ adapter 12V. Được chưa? Rồi, em sẽ để gọn vào đây. Đấy, bản hãng người ta làm rất là cẩn thận. Rồi, trên tay em đang là một con tiền khuếch đại âm thanh dề đèn. Nhiều anh em gọi là chuyên vào audio thì nó gọi là một con què đèn anh em nhé. Đấy, cũng có thể gọi là một con tiền khuếch đại âm thanh. Và mặt trước con này thì tất cả đều được làm hoàn, vỏ được làm hoàn toàn bằng nhôm phay xước anh em ạ. Và tiếp tục tới hãng Zinet. Thì anh em biết rồi, bên em thì chuyên phân phối và mua bán những cái sản phẩm tới từ hãng Zinet, một hãng rất là nổi tiếng của Singapore. Và em có thể thấy ở đây, model Tube Re GT507D Made in Singapore anh em nhé. Và sản phẩm này đã được xuất sang châu Âu, được chưa? Đấy, rất là đẹp. Đây, mặt đằng trước của nó cũng có chữ Zinet luôn anh em này, logo và tên bản hãng. Đấy, anh em chắc chắn là không còn lạ gì, anh em là chơi về audio chắc chắn không còn lạ gì nữa rồi. Con này là một con chơi ở giữa con đầu giải mã và con âm ly. Đấy, nó sẽ từ TV chúng ta xuống giải mã âm thanh, và từ giải mã anh em xuống pre, rồi từ pre chúng ta mới khuếch đại rồi mới ra âm ly. Đây, em sẽ thử chơi cho anh em nhìn nhé. Rồi em sẽ giới thiệu chi tiết luôn cho anh em cái sản phẩm này. Đây, tắt này, tăng bass này, anh em được kỹ rồi anh em. Anh em muốn nghe, có khi coi em khi mà em quay bằng cái máy quay này thì nó không thể bắt được cái tiếng âm trầm của cái anh em, mà nhưng mà anh em đeo tai nghe vào anh em phải nghe rất là rõ luôn cái độ khác biệt anh em nhé. Đây, giảm hết đi này anh em này, giảm hết đi này, tăng bass này. Giảm chép này. Đấy, anh em thấy nghe sự khác biệt rất là rõ ràng. Và khi mà nghe có bóng đèn này thì nó sẽ trong sạch hơn rất là nhiều anh em bác nhé. Đây, khi mà cắm tiếp xúc bóng đèn thì nó sẽ hiện lên hai cái đèn màu xanh như này, nó thông báo cho anh em là bóng đèn đã cắm chuẩn.
Đấy. Rồi, bây giờ sẽ đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay luôn. Đây em có thể thấy ở đây, hiện tại thì em đang cắm bằng hai dây màu khác nhau để anh em cho em dễ phân biệt này. Dây trắng là hiện tại em đang xuống gâm ly và dây đen này chúng ta em đang kết nối từ con DAC ra. Từ DAC input vào đây. Đây, anh có thể thấy. Em thấy chữ input không ạ? Input và output. Hiện tại thì em đang input từ con DAC vào bằng dây đen và output bằng dây trắng. Đấy. Ngoài ra con này có cả Bluetooth 5.0 anh em nhé. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái con này nhiều hơn. Đấy là cái chức năng cơ bản để em test cho anh em thôi. Đấy. Con này thì rất là nhỏ gọn, anh em vừa có thể đặt bên cạnh này mà vừa có thể đặt lên trên này cũng được. Đấy, anh có thể đặt chồng lên nhau này, anh em chơi cũng rất là hay. Đúng không ạ? Đó. Ok, và cái lưu ý khi anh em chơi con này, đây em sẽ giới thiệu qua cho anh em nhé. Đây, ở đây thì mặt trước thì nó là quá dễ để anh em sử dụng rồi. Nút power bằng cơ. Đấy, ở bốn góc này sẽ có bốn con ốc và lục giác rất là đẹp, anh em thấy không ạ? Đấy, ở đây thì chúng ta khi mà bật đèn lên thì anh em thể thấy ở đây nó sẽ thông báo đèn như thế này, đèn đỏ như này. Đấy, là sẽ thông báo nguồn và tăng giảm bát này, tăng giảm chép này anh em này. Đấy, tăng giảm bát này. Hãy chẳng may mà dàn bộ dàn của anh em nó thiếu một chút chép đi thì anh em cũng có thể bổ sung thêm con này. Anh em không phải cần phải thay chép hay là bổ sung con chép nữa mà anh em có thể tận dụng con này để chúng ta tăng tính chép cho bộ dàn, hoặc là anh em tăng bát chẳng hạn. Đấy, ví dụ bát của anh em nó đang bị vỡ hoặc đang bị trôi hoặc là đang bị nó đang bộp chẳng hạn, thì anh em cũng có thể tận dụng con này để anh em cải thiện cái giải âm bát. Đấy, thì đấy nó gọi là chức năng của bộ tiền khuếch đại âm thanh. Và tăng volume, anh em cần tiếng to hơn thì con này có thể cải thiện được cho anh em lên tới 30% anh em nhé. 30%. Đấy, gọi là bộ này nó có sẽ cải thiện được cho anh em chất âm lên đến 30%. Khẳng định 100% cho anh em luôn. Anh em có thể qua trực tiếp gà bên em để trải nghiệm thực tế. Đấy. Được chưa? Đấy, đây, tiếp theo đằng sau đây. Anh em có thể thấy ở đây sẽ có cổng input và cổng output, thì ngay vừa xong em có nói cho anh em biết rồi đấy ạ. Cổng input của con này sẽ có hai đường anh em nhé. Một là đường từ DAC vào. Hai là anh em có thể cắm trực tiếp cái dây 3.5 để em cắm từ điện thoại vào cổng input này. Ba là anh em có thể kết nối Bluetooth. Đấy, thì đây là cái chức năng của nó. Anh em ví dụ anh em bác nào đang sở hữu những con DAC không có Bluetooth chẳng hạn. Hiện tại thì anh em đang thấy là hiện tại con DAC ở dưới của bên em là không hề có Bluetooth, đúng không ạ? Đấy, nên con này nó có thể khắc phục được những cái anh em bác nào mà đang sở hữu những con DAC không có Bluetooth, thì em cũng có thể tận dụng con này vào cũng rất là hay để em kết nối Bluetooth không dây. Đấy, con này là cổng output của nó chỉ có duy nhất một cổng thôi anh em nhé, là cổng out bằng hoa sen để chúng ta xuống âm ly. Đấy, thì là cái dây này anh em này. Đấy, thì là cái dây này. Anh em có thể lựa chọn, bên em thì cũng có hỗ trợ anh em và bác lấy những bộ hoa sen của Nhật hoặc của Mỹ. Thì bên em có hai loại đều đồng giá với mức giá là 200.000 đồng. Dây Monter của Mỹ và dây Hitachi của Nhật. Đấy. Đây, dây đều là đồng giá với mức giá là 200.000 đồng. Đấy. Thì đều là dây bãi xịn hết anh em bác nhá. Đều là dây bãi xịn hết, hỗ trợ anh em và bác. Những cái mẫu dây này thì hiện tại bên em đều đang bán với mức giá là 250.000 hết. Nhưng mà hỗ trợ anh em và bác khi mà lấy kèm với cả con dề đèn này. Đấy. Và một cái lưu ý tiếp theo, khi anh em cắm cái cọc bóng này, anh có thể nhìn ở đây là bóng 7 chân anh em nhé. Bóng 7 chân ở đây là bóng zin đi theo máy luôn. Đấy, thì anh em nhìn cho em cái chân này sẽ có 7 chân như này, thì nó sẽ có hở như này. Anh em lưu ý là cố gắng chính xác sao cắm cho nó chuẩn chân nhất, cho anh em mà cắm bị lỏng chân hoặc là cắm bị gãy chân thì nó sẽ không lên được tiếng. Đấy là cái lưu ý. Đấy, rất nhiều đây là trường hợp mà em, tại sao em phải nói chi tiết như vậy, vì rất nhiều anh mà bác cứ cắm cảm thấy không được là nhưng cứ cố cắm vào là nó sẽ bị méo chân hoặc là bị lệch chân hoặc là bị gãy chân, rất là phí, lúc đấy lại phải mất tiền mua cái bóng bên em. Đấy, đúng không ạ? Bóng này thì bên em có bóng này nó cũng như bóng đèn của anh em thôi, anh em sử dụng 1-2 năm thì nó mới cháy anh em nhé. Như bóng đèn của anh em như nào nó như vậy, chứ mà không phải lúc nào anh em cũng nghe nhạc đúng không ạ? Để mà nói anh em, có những anh em mua của bên em sử dụng đến 4-5 năm nay chưa cháy. Đấy, của bên tại người mà đúng không ạ? Thì không thể vì được soi bóng đèn của anh em có khi dùng 1 năm rồi nó mới cháy. Bóng này thì thỉnh thoảng anh em mới bật lên anh em nghe thì sao mà nó có thể cháy nhanh được. Đấy, thì là đấy là cái tác dụng của cái dây đèn.
Và cái tác dụng mà tăng giảm bát, tăng giảm chép, tăng giảm volume này thì nó cũng rất là hữu ích đấy cho anh em và các bác nào mà ví dụ chơi âm ly cổ, hoặc là chơi những con về pao, hoặc là chơi những con mà nó không có chỉnh bát chép chẳng hạn. Có những con âm ly bình thường như kia, những anh em thể nhìn những con âm ly bãi như cả Onkyo hay là Đờ Nông đấy, thì anh em cũng có thể sử dụng, nhưng mà nó chỉ tăng một phần nào đấy thôi, đúng không ạ? Nó không thể cải thiện rõ ràng mà nó sạch. Đây con này nó vừa lọc tiếng này anh em này, nó vừa khuếch đại này, đúng không ạ? Nó vừa có thể tăng giảm volume, tăng giảm bass, tăng giảm chép cho anh em luôn. Anh em không cần trực tiếp phải chỉnh ở âm ly. Đấy, vì khi mà qua anh em mà lại chơi bóng đèn, anh nghe qua bóng đèn thì anh em biết rồi. Nhất là anh em mà chơi âm ly đèn nữa thì không còn lại gì cái chất lượng của đèn. Khi mà nghe qua bóng đèn nó sạch, nó lọc rất là sướng, nghe rất là phê. Test luôn cho anh em. Và cái bộ này thì không quá cao đâu anh em nhé, giá chỉ có 1.350.000 đồng cho bộ này. Anh em không nghe nhầm đâu ạ, 1.350.000 đồng, bao ship tận tay anh em, bảo hành cho anh em 1 năm, lỗi một đổi mới hoàn toàn. Đấy, chức năng thì đây, đây ví dụ anh em bác đang có một con DAC đúng không ạ, có một con DAC, anh em cắm input từ DAC đây, em sẽ cầm như này cho anh em dễ nhìn này, em sẽ cầm cái con đang kết nối luôn cho anh em nhìn, em sẽ quay sát vào nhé. Đây đây đây, em thể nhìn đây chức năng của nó, đây cách đấu của nó như thế này. Thì rất nhiều anh em cứ nghi ngại, rất là dễ sử dụng thôi anh em ạ. Anh em chỉ cần mua một con DAC này và mua một bộ DAV nữa là có thể kết nối được con này. Em sẽ rút hết ra nhé, em sẽ rút hết ra để anh em kết nối cho nó dễ này. Ok, đầu tiên dây này là số âm ly, số âm ly thì em cứ cắm vào cổng out trước đi, đúng không ạ? Em cắm vào cổng out trước, từ từ đây em sẽ kết nối hai con này trước với nhau. Đây là con DAC, DAC em sẽ cắm cổng vào cổng input của con dề. Rồi, đầu tiên là cắm input vào con dề đã nhá. Đấy, rồi. Đấy, em thấy dây đây đúng không ạ? Cổng input của con dề. Xong ạ. Em cứ tắt cái âm ly cho nó đỡ bị kêu đã. Rồi, tiếp theo nhá. Đây là cổng xuống âm ly. Thì anh em cắm cổng out xuống âm ly là xong. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái con này nó sẽ nằm ở giữa con DAC và con âm ly, đúng không ạ? Kích thước của con này thì nó cũng khá là nhỏ gọn thôi anh em nhé, nó không gần bằng một găng tay thôi. Đấy, đây đây là cách kết nối anh em thấy ạ. Thì đây em đang cắm cổng quang của TV vào đây này. Đấy, xong từ DAC chúng ta cắm xuống dề, và từ dề chúng ta output xuống âm ly, rất là dễ sử dụng. Đây, test luôn cho anh em, test luôn nhé. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Thực chất thì dây AV của anh em không cần phải dài đến tận 1 mét. Anh em chỉ cần dù anh em cần ngắn hơn thì anh em cứ lý yêu cầu bên em, khi mặc định là bên em. Đấy. Giảm này, giảm chép này, giảm volume này, tịt luôn. Giảm bát này, tăng bát này, tăng chép này, đó. Đấy, rất là hay đúng không ạ? Anh em nghe rất là trong trẻo luôn. Vài con DAC bên dưới thì là chỉ là một con test của bên em thôi. Con này thì có mức giá là 1.950.000 đồng. Con này thì là chuyên sử dụng cho USB. Đấy, cũng cổng nó, con này con ở dưới này thì nó có một cổng quang và một cổng USB. Đấy, anh em chơi bằng laptop chơi bằng con này cũng rất là hay, chơi cổng ra bằng laptop. Đấy, rồi con này thì ngoài ra có Bluetooth anh em nhé. Đây, kết nối Bluetooth cho anh em xem luôn, kết nối Bluetooth bằng con này cho anh em luôn xem. Đấy, Bluetooth con này thì anh em cứ vào kết nối bình thường thôi, không cần phải bật gì cả. Đây, em sẽ kết nối luôn cho anh em nhìn. Đây là wifi rồi, Bluetooth đây, anh bật Bluetooth lên thôi là xong. Đấy, đây anh thể thấy nó sẽ hiện như thế này, ấn vào này, rồi ghép nối em nghe nhá. Đấy, thì nó sẽ tắt luôn như này. Rồi ok, chúng ta bây chúng ta bật nhạc thôi ạ. Đây, em sẽ vào YouTube em bật nhạc cho anh em. Bình thường thì anh em có thể bật bất cứ một bài nhạc nào, như em thích nghe nhạc Trịnh Không Lời này. Đấy, rồi bật bài nhạc Trịnh Không Lời nghe cho anh em. Đấy,
Thường thì anh em có cái bản nhạc mà anh em có những cái phần nhạc mất tiền nào chẳng hạn thì anh em nghe cũng rất là ok. Nghe qua con này để anh em chỉnh. Em nhớ tăng cái volume lên nhé. Ok. Bluetooth 5.0 rất là cao cấp. Đây anh em thấy. Đó. Giảm này. Vẫn tăng giảm bình thường anh em nhé. Vẫn tăng giảm bass bình thường. Ok, thì đấy là hai cái chức năng con này thì cực kỳ dễ sử dụng thôi anh em nhé. Đấy, một con dề đèn, con này sản phẩm là 507D anh em nhé. 507D GT, một con dề đèn. Đấy, tiền khuyết đại âm thanh với mức giá là 1.350.000 đồng. Anh em nào lấy thêm AV thì sẽ được bên em hỗ trợ còn 200.000 đồng. Đấy, tổng như anh em mua một bộ AV này, và một bộ dề đèn thì tổng sẽ rơi vào tầm 1.550.000 đồng. Đấy, bao ship, bảo hành cho anh em 1 năm lỗi một đổi mới hoàn toàn. Anh em nào có câu hỏi hay là còn thắc mắc gì cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio nhé. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và bác trong các video tiếp theo.